Đây sẽ là cái mã lọc gió động cơ của đời 22 đến đời 2024 này. Của nó, màu hàng xịn của nó sẽ là màu cái màu hồng này. Đấy, đường kính kích thước thì mình sẽ đo cho anh em. Đây. Anh em có thể thấy này. Đây, úp này vào nhá. Đời 22 này nó sẽ ngắn hơn. Ngắn hơn anh em này. Ngắn hơn tầm khoảng 2 đến 3 cm. Đây là hàng xịn nhá. Đây nó sẽ có cái hàng copy này. Thì mình sẽ lấy cái hàng copy anh em xem. Đấy. Đây, đây là hai copy này. Quay luôn cái video cho anh em. Đấy, ok chưa? Bỏ hẳn ra nhá. Đây. Anh em mình có thể thử so sánh nhá. Đấy, màu của hàng xịn này, màu hàng copy này. Đấy, nên là anh em mình phải để ý nhé. Hết sức lưu ý mua những cái mặt hàng này là phải để ý. Đây, hàng xịn đây, copy dưới này. Đấy, nếu mà một anh em mình không để ý cầm cái hàng này ở trên tay thì cũng không biết được nó là hàng gì đâu ạ. Nên là khi mà mua phụ tùng là phải để ý là đơn vị phân phối hàng chính hãng nhé. Anh em ngoài cái giá là phải so ra là phải để ý rồi. Đấy. Đây, hàng xịn này. Rất nhiều đơn vị bán lấy hàng copy bán hàng xịn. Anh em để ý nhá. Cảm ơn cả anh em.